Chiều nay tại trụ sở Báo Nhân dân, lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thông tin giữa Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 đã được tổ chức trang trọng. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản tham dự lễ ký kết. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Biên tập Báo Nhân dân và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản thống nhất thỏa thuận hợp tác thông tin giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, trong đó tập trung phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với những vấn đề ở tầm lý luận, tư tưởng, định hướng chính sách, tổ chức sự kiện, các cuộc thi và phát hành báo. Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản tăng cường, chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh chất lượng nội dung các ấn phẩm. Với tâm niệm đưa báo đảng đến với người dân nhiều hơn, đại diện lãnh đạo hai cơ quan mong muốn chương trình hợp tác hai bên sẽ trở thành hình mẫu hợp tác giữa các cơ quan báo chí và là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hai tờ báo.